Đây xin mời các bạn cùng ngắm giò kiều của tôi. Hiện tại là có 40 chùm nụ đang bung hoa. Khi mà mới có nụ thì gần 50 chùm. Tuy nhiên là do là một số cái mắt nụ nó yếu cho nên là chỉ bung được 40 chùm thôi. Mời chúng ta cùng theo dõi. Quay lại để lưu tí hình ảnh đẹp mùa kiều năm 2018. Mỗi năm sẽ chơi một giò khủng là ít nhất